Bây giờ mình sẽ tập bài thứ nhất của Tiên Thiên Khí Công, ba động tác tĩnh, động và hoàn nguyên. Động tác tĩnh của bài thứ nhất: ngồi thẳng lưng, thả lỏng hai tay để lên chân của mình, hít sâu vào bằng mũi, đóng hậu môn, phình bụng giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra bằng miệng. Khi thở thì bụng nhẹ nhẹ hóp vô, ngưng lại, 2, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng căng lên, giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra bằng miệng, ngưng lại, 3, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra, ngưng lại, 4, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra, 5, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra, ngưng lại, 6, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra, ngưng lại, 7, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra, ngưng lại, 8, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra, ngưng lại, 9, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra, ngưng lại, 10, hít sâu vô, đóng hậu môn, phình bụng giữ 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, thở ra. Rồi từ từ mở mắt ra, chúng ta nghỉ chút xíu.